Xin chào các bạn, mình là Nhân BB đây. Chúc các bạn ngày mới nhiều vui vẻ. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi mà chúng ta sẽ hóa thân thành thanh niên có cái cánh tay dài ấy trong Poppy Playtime các bạn ơi. Không biết mình có tìm được con Haki Wuki ở trong đây không các bạn ạ. Ấy thì ở trò chơi này mình cần phải là sử dụng trí tuệ, trí logic để mở những cái cánh cửa ra để đi tìm gặp Haki Wuki. Và các bạn ạ, hãy xem đến hết video để biết con Haki Wuki ở trong đây sẽ như thế nào nhé. Ok các bạn ơi, và không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta chơi luôn, let's go. À, ở đây mình có một cánh tay, một cái màu hồng, một cái màu xanh, không logic tí nào. Trong game Poppy Playtime chính thì một tay màu đỏ, một tay màu xanh đúng không? Bây giờ mình sẽ đấy, một tay này mình sẽ kéo cần gạt này các bạn ạ. Ok. Wow, kéo cần gạt phát. Bên đây nó ấy ra một cái ghi nút bấm luôn, ấn vào đây. Đấy, truyền điện lên, truyền điện lên. Ok, xong. Bây giờ mình cần phải làm gì ta? À, tay đỏ này mình sẽ ấn vào đây, còn tay xanh này mình sẽ ấn vào đây. Mở cửa. Yeah, ván đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp tục sang level tiếp theo. À, các bạn ơi, level này bắt đầu nó có tí kỳ quái nha. Đầu tiên cái màu xanh ở đây mình sẽ ấn vào đây đúng không? Ấn vào đây. Đấy, ok. À, khi mình thả tay ra thì nó sẽ trở về. Các bạn ơi, mình sẽ không đi được này. Bây giờ mình tiếp tục ấn cái tay màu đỏ ở đây nữa này. Đi được chưa? À, mình hiểu rồi. Các bạn có nhìn thấy cái màu xanh nó rơi xuống không? Đấy, để nó giữ cái đấy lại các bạn ạ. À. Ồ, tiếp tục này, màn tiếp theo. Mình sẽ sớm tìm gặp con Haki Wuki thôi. Ok. Ui, các bạn ơi, sao mình vào trong cái phòng nó toàn bom không này? Vào trong cái thang máy, vào thang máy là toàn bom không này? Thế thì ai dám đi? Đây, có một cái điều khiển màu xanh này. Ấn vào đây nha. Đây là cái điều khiển rồi. Bây giờ ấn tiếp vào đây à? Cái này là cái màu vàng á. Từ từ, cái nguy hiểm nhá. Bây giờ mình mà ấn nhầm một tí là nó lổ bung luôn đấy, mình tiêu luôn đấy các bạn ạ. À. À, chưa gặp một con Haki đã tiêu rồi. Ok, ấn vào đây nào. À, ừ, được các bạn ơi. Bây giờ nhét cái màu, nhét cái tay màu xanh đang cầm vào đây, cái bảng điều khiển vào đây. Ấy, trời à. Bây giờ như nào ta? Đi tiếp nó khó ta. Ấy, trời à, mở cái nắp thùng ở đây nào. Ui. Ôi, mình ấn kiếp nó nổ bom luôn các bạn ơi. Ok, được rồi. Đi được rồi. Bây giờ mới lấy cái màu hồng này. Rồi, nó cắm vào đây. Ok. Ui, mình thử nó nổ cho mình tiêu luôn các bạn ơi. Nhưng mà chưa, mình vẫn còn sống. Ôi giời ơi. À, ở đây các bạn nhìn chưa? Có hai cái đường dây, cái dây điện màu hồng này nó bị kiểu như là đứt ra ấy. Bây giờ mình cần phải nối lại các bạn ạ. Nối lại kiểu nào ta? Nối lại đâu? Đấy, ui, truyền điện các bạn ạ. Mình truyền điện này. À, cái tay này có thể truyền điện được các bạn ơi. Đây rồi, xong rồi truyền điện xong rồi đây. Rồi sau đó như nào ta? Ok, cái này truyền điện được rồi. Bây giờ sẽ ấn vào cái màu hồng trên đây à. Ui, mở cửa rồi các bạn ạ. Nhưng bây giờ làm sao để đi sang đây? À, đây rồi, đây có cầu thang. Mình sẽ lấy cầu thang này các bạn ạ. Đấy, ok luôn, đi thôi. Haki Wuki, trời ơi, mình gặp nó rồi này. Ui, cái gì đây? May mà lúc đấy mình nhanh trí luôn, mình xịt cái hơi khói mà người của Haki Wuki nên là mình đã sống sót các bạn ạ. Ái chà, ghê đấy nhé. Được đấy các bạn ơi, mở tiếp nào. Ồ, bây giờ một cái màu xanh, một cái màu hồng đúng không? Một cái màu xanh, cái gì đây? Cái bảng gì đây? Sao game này có cái bảng ấy nhỉ? À, mở cái nắp nào, bây giờ mình sẽ... À, mình hiểu rồi. Đây, cho này sang đây. Đấy, sau đó mình sẽ dùng cái gắp cho cái đồ chơi này, gắp cái bảng điều khiển lên, bảng mạch này đây các bạn ạ. À. Đấy. Ok luôn, sau đó bây giờ mình sẽ lấy cái này. Rồi, sau đó mình sẽ nắp vào đây. Đấy, cho điện nó chảy. Ok luôn. Ai chà, cái trò này nó cần logic phết đấy các bạn ạ. Rồi, dễ dàng. Trời ơi, Haki Wuki ghê chưa các bạn ơi. Bây giờ nó khó này, cái tam giác với lại hình này mình không hiểu luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ấn vào hình này đấy nha. Lấy một cái hình này rồi, sau đó đặt vào đây à. À, nắp chúng lại các bạn ơi. Ui, bom này. Đừng lấy về cái bom nha, lấy cái bom chúng ta đi luôn đây. Nắp tiếp. Lấy hình tam giác à, có cái nào cần hình tam giác không ta?
mình nhìn mình không thấy cái là tam giác, ta thôi cứ lấy cái này này. Ok, lấy toàn màu hồng không các bạn ạ. Đây. Ok. Tam giác vẫn chưa cần các bạn ơi. Rồi, nắp tiếp luôn. Ui, chỉ nhập những cái màu hồng các bạn ơi. Đường màu hồng. Dễ à. 500 này, anh xin luôn cái đường màu hồng này. Cái đường, ui cái này màu xanh à. Xin luôn, cái này màu xanh này chắc dùng được các bạn ạ. Đấy, bắt đầu nó cận, à, cái ô màu xanh này dùng được này. Đấy, đây, 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 đấy, đúng rồi. Có cái màu xanh này nữa. Ui, nửa hồng, nửa xanh các bạn ơi. Ái, chà chà, cẩn thận nha. Ui, ở trong đây mình nhìn thấy có cái gì này. Ui, nó giống cái cung đi các bạn ơi, cái cung. Thế giờ mình nghĩ bây giờ khi mình mở cái cổng ra, mình nghĩ mình gặp con Akiyuki các bạn ạ. Đóng cổng này lại này. Mở tiếp này. Chưa có gì các bạn ạ. Đóng cửa kính đây lại này. À đây là cái cửa kính các bạn ạ. Ai chà 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 chà. Từ từ gã. Đây. Đóng cửa lại rồi, bây giờ mở cửa kính ra. Đi tiếp. Ui, cái mũi tên đây này. À, mình phải bắn cái này, cái mũi tên là trúng cái vạch đỏ này các bạn ạ. Nếu mà muốn giành chiến thắng, ấn xanh. Chết luôn, trúng luôn. Này, tiếp nút xanh à. Chết luôn, trúng luôn. Ui, dễ. Ôi, má này, cái Haki này. Bắn Haki, mình sẽ phải bắn Haki này, Haki này. Mình sẽ bị tấn tiết diệt. Chết. Chết. Yeah. Ôi, chà chà chà. Yeah. Hai lần tiêu diệt con Haki này các bạn ạ. À. Ui giời ơi. Tưởng thế nào. À, bây giờ mình vào một cái phòng tiếp theo của đây. Mình đã tiêu diệt được hai lần con Haki rồi đấy. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái này. Làm gì ta? À, di chuyển này cái này để cho rơi những khối gỗ đấy vào các bạn ơi. Rồi, được rồi, rồi, rồi. Mở rồi. Mở thành công rồi. Đi rồi. Tiếp tục đến màn tiếp theo. Lâm châm. À, chúng ta sẽ di chuyển các bạn ạ. Di chuyển. Đây nha, cái lâm châm này nó di chuyển cẩn thận. Có cái lâm châm nó hút của bom nên là nó lộ tung luôn đấy các bạn ạ. Di chuyển nó sang cái lâm châm nó hút đúng vào cái bảng mạch này, này các bạn ạ. Cho chạy điện đã. Rồi, rồi, rồi. Gạt cái này cho nào. Thứ á. Xoay đi. Đang quay các bạn ơi, bây giờ mình bị hút này. Ui, mình sợ bị hút nhập của bom các bạn ạ. Hút đi. Ui, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi, được rồi, được rồi. Ui, mình tưởng bị hút rồi của bom thì còn đấy có phải đi không, đúng không các bạn ơi. Ghê thật đấy. Rồi, lấy được cái này rồi, tiếp tục. Cho di chuyển thôi. Ui, ghê chưa. À, có cái bảng điều khiển đây này. Nhặt luôn, lụm luôn, lụm luôn, lụm luôn, kích nổ. À, cái này là cái kích nổ của bom các bạn ạ. Đây này, ấn vào đây nó nổ luôn. Đấy, xong, di chuyển ra mình đi được rồi đấy. Ấn nút xanh vào đây. Ok, đi chuyển nào. What, cái gì đây ta. Một nửa là màu xanh, một nửa là màu đỏ, cái gì các thứ đây. Lấy cái này nha, nắp vào đây. Lấy cái này. Nắp vào đây. Ok. À, chúng ta phải chọn cái mặt các bạn ạ. Chọn cái mặt để nắp. À, thì ra như vậy. Dễ. Đây, màu tím đây, đúng rồi. Màu xanh là cây này. Lấy màu xanh là cây này. Tiếp tục là đổi mặt tiếp nào. Ấy, kìa. Quay lại coi. Đây, đúng không. Đấy, trời ơi, nắp tình hình cái vòng. Ui, tí nữa mình lấy có bom luôn. Nhầm. Sorry các bạn. Tí nữa thì lổ tung luôn các bạn ơi. Đây, lấy cái này. Ok. Đút vào đây. Bắt đầu ơi. Đây, ok chưa. Đút vào đây. Ôi, rồi xong rồi đấy. Màu hồng ấn vào đây. À, xong. Ui giời ơi, ghê thật đấy. Này, có con băng này rồi. Đi tiếp thôi. Ơ kìa. Cột băng. Đút cột băng này vào. Ok. Được rồi. À, cái trò này hay phết các bạn ạ. Haki à. À, đến giờ gặp Haki chưa? Mình sẽ tiêu diệt con Haki này. Đây, mở cửa ra. Cái bom đâu rồi? Mình sẽ cần lấy cái bảng điều khiển này các bạn ạ. Đây, ok, cắm vào đây. Ơ, cắm sao ta? Lại mở lại à? Ui, bom này.
Nổ đã, nổ nổ bom đã, nổ bom đã. Đúng rồi, ok, lại có cái màu hồng nữa này. Ôi, ôi khoan. Ôi, ngu quá các bạn ơi. Thế thì làm sao mà lấy được cái cột băng nó lên đúng không? Rồi, được rồi, cắm vào đây. Ok luôn. Lại gặp Haki Wuki. Bên đây nào, Haki Wuki ơi, ta được chờ mi đây. À. Quá ngợp các bạn ơi. Rồi ok các bạn ơi. Thì nhân BB xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Các bạn có thấy cái video này của mình hay không? Mình đã 3 lần đánh bại được con Haki Wuki rồi các bạn ạ. Các bạn nếu thấy thích cái video này, nếu thấy yêu quý mình, hãy cho mình xin một lượt đăng ký và ấn nút like video đó nha, để theo dõi nhân BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Ok.